Kỳ lạ, cậu bé bán vé số có đôi mắt xanh biếc như mắt mèo và căn bệnh hiếm gặp khiến người xem xót xa. Mới đây trên TikTok, Độc Lạ Bình Dương đã đăng tải đoạn clip về một cậu bé 11 tuổi. Điểm đặc biệt của cậu là có đôi mắt xanh biếc như mắt mèo, không hề giống người châu Á. Được biết, ngay từ lúc chào đời, cậu đã có đôi mắt khác màu với những bạn bè đồng trang lứa. Không chỉ vậy, mắt của em còn có những màng trắng bọc xung quanh tròng khiến cậu khó nhìn thấy đường. Cha mẹ em vì đã quá lo lắng nên đưa em đi khám. Thế nhưng khám rồi mới biết, cậu chẳng những có đôi mắt kỳ lạ mà còn mắc bệnh không thể nghe và nói chuyện được. Chính căn bệnh này cùng đôi mắt kỳ lạ đã khiến cho em ít nói chuyện với mọi người xung quanh. Em chỉ học đến hết lớp 2 rồi nghỉ ở nhà, sau đó được bố mẹ đưa đến lớp học dành cho người khiếm thính. Sau khi tìm hiểu cho thấy cậu bé bị hội chứng Waterberg, căn bệnh khiến đôi mắt trở nên xanh biếc hoặc có màu khác với cha mẹ mình. Đồng thời, người mắc bệnh cũng sẽ bị câm và điếc. Vì là căn bệnh liên quan đến gen, thế nên không thể chữa được. Mặc dù sinh ra không lành lặn và có phần khác biệt so với bạn bè, thế nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực phấn đấu, giúp đỡ gia đình bằng việc đi bán vé số. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự thương xót của mình dành cho cậu bé, hy vọng cậu vẫn luôn luôn lạc quan và vượt qua nỗi đau vì thiếu thốn này. Có thể nói, ở mỗi trường hợp khi sinh ra không được đầy đủ như cậu bé, có lẽ gia đình, bố mẹ và bạn bè chính là những người tuyệt vời nhất. Họ sẽ luôn ở bên, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trên con đường chông gai phía trước. Các bạn nghĩ sao về trường hợp trên? Comment ngay cho TV Chen biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chen. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!